Mà sao áo có vết máu vậy? Không phải của tôi. Đây là máu của cái thằng chặn xe của chủ tịch ấy. Cái thằng mà có tiệm rửa xe đầu đường ấy. Bật Vion, game on đón Tết, đón mưa quà tặng, trúng vàng mỗi ngày, tham gia ngay. Chủ tịch không đến được nữa rồi, từ bây giờ tôi sẽ sắp xếp công việc ở đây. Đi về đi! Ông không tới đây làm cái gì nữa? Hả? Nắm có cái gì hai tụi bị phá cho tánh bành như vậy, ông vừa lòng chưa? Mấy người cứ nghĩ là gia đình tôi nghèo, chứ thì mấy người đã làm cho cười đúng không? Hả? Mấy người có biết là vì cái đám cưới này mà chị hai tôi khổ sở thế nào không? Hả? Đi, đi, đi hỏi chủ tịch âm như là lẽ, nhanh lên! Nhanh lên! Cô nói xong chưa? Cô nói xong rồi thì để tôi nói. Tôi cũng đang muốn đi tìm công lý ở chủ tịch đây. Ông đi hỏi vợ chứ có gây thù chuốc án với ai đâu. Mà có người ra chặn đường ông ấy kìa kìa. Mà cô nói cho tôi nghe, cái xóm này thích đón khách theo cái kiểu mà đào hố với cả rào gai đúng không? Nếu đã như vậy, sao còn mong người ta muốn có thành ý nữa? Hả? Ông nói vậy là sao? Mà sao áo có vết máu vậy? Không phải của tôi. Đây là máu của cái thằng chặn xe của chủ tịch ấy. Cái thằng mà có tiệm rửa xe đầu đường ấy. Ông Nguyễn ấy hả? Chứ còn gì nữa. Nó chặn xe chủ tịch, đánh cho chủ tịch phải quay xe về luôn đấy. Thôi để tôi vào trong xem đã, rồi còn đón chị hai cô về. Đi. Ăn xong có thể dễ hết trơn, còn đâu. Cũng phải đi vào chứ đứng ngoài này nắng. Ước mình cùng bay phát sóng lúc 20 giờ thứ tư, thứ năm, thứ sáu hàng tuần, duy nhất trên sự ứng dụng Vion. Vion phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên.